con gái. Con gái. Con gái. Nhưng mà con gái là cá râu. Tạo mấy nó số mọi người. Người. Tướng của Su là tướng thọ nha. Đây là quý chán quá. Cái chán quá. Cái chán giống như đồng bằng sông Cửu Long. Cái khẩu á, cái khẩu cắt thi quá trời đất. Có xiên bảo. Ý nè. Ai vậy? Ý là ai vậy? Không thấy có chết không? Xỉu. Chua không? Chua. Trời ơi, nó làm từ chiều tới giờ. Cái nắp cái được. Xỉu. Má! 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 Hai anh em hay sao? Dạ, bạn bè. Hai anh em ruột hả? Dạ không, cùng cha với ông nội. Cho mượn cảm ơn. Dạ Hương Nam, bên đây năm thì có rất là nhiều cái để mà giới thiệu với mọi người. Tại vì gần như là rất là đặc biệt là cái Hương Nam bên đây năm này là cái Hương Nam bay tốn tiền nhất từ trước tới giờ. À, cái phần cứng để mà tốn tiền là đã bằng một cái toàn xô của những cái Hương Nam Bay Nai trước rồi. Còn những cái phần còn lại thì tốn rất là nhiều. Cho nên là đợt này thì được sự đầu tư rất là lớn từ Sisu và sự nỗ lực rất là lớn từ cả một ekip của Lotto Hương Nam. Cho nên là hy vọng rằng sẽ có một cái chương trình đặc biệt để phục vụ cho khán giả. Mặc dù mình biết chắc chắn là đêm đó không thể nào mà doanh thu có thể là đủ lại so với số tiền mà đã bỏ ra, nhưng mà cảm thấy chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình tiếc tiền hay gì hết. Chỉ cần mọi người thấy hay là được rồi. Ủa mà thằng này thằng nào sao mình nó cứ nhìn ngoài vậy? Lẽ này hả? Nó là người yêu. Ô là bạn bạn thấy không? Anh em nhậu chung rồi đó với quê á. Cho hôn cái. Anh em mà sao vậy? Sao né qua vậy? Cái tình yêu. Cái gì vậy? Đây. Nó bớt vú kìa. Nó bớt vú kìa. Không nó mà nó bớt vú lợi nữa. Mai chị hết trang lạnh gì? Dạ. Mai chị hết trang. Ngày mai cái chủ đề là rap win đúng không? Mai chị sẽ hóa trang thành rap win hay là rapper đó. Mày đi trời ơi, nó duyên dáng chứ kìa. Chủ đề rap win kêu làm rapper. Trời ơi, trời khùng gì vừa tới ấy. Kêu trong lòng chị thấy thế nào không vậy? Chạm mít của chị. Hủi làm mít cái ru. Thì cái chị hủi cái mít. Không, cái mít này không có giống. Cái mít phải dài. Đưa cái mít cho chị nói chuyện cho. Ai chị nói chuyện cho. Ý không cảm nhận được tình cảm dành cho ý thôi. Trả lời à, trả lời cho mọi người. Ý không cảm nhận được tình cảm dành cho ý thôi. Thì trả lời cho mọi người à. Thôi. Mọi người còn hỏi gì em ta? Có hỏi gì đâu. Chỉ có tôi quan tâm ý thôi. Giờ cảm giác chị thế nào vào ngày mai? Cảm giác chị vào ngày mai hả? Nó bình hơn. Cảm giác cái gì? Không có háo hức gì. Có chứ, mỗi ngày đều là bình thường là háo hức á. Ngày nhưng là... mà ngày mai là ngày đặc biệt mà. Ngày mai làm gì đặc biệt? Bài nay. Tháng này. Xin lỗi. 20. 20. Lúa tới bài nay. Là một cái ngày rất là đặc biệt. Được gọi là kỷ niệm một năm. Mà cái đó luôn từ Hương Nam bắt đầu biểu diễn tại làm Sensue. Thì cũng vô tình. Thật ra là mình chọn cái ngày 20 tháng 3 làm bài nay trước. Sau đó mới coi lại cái poster đầu tiên. Thì mới biết là ngày đầu tiên mình diễn tại Đầm Sen Square là 19 tháng 3. Đó, ghê chưa? Cho nên là sẵn là kỷ niệm một năm luôn. Vô tình thì nó trùng khớp. Và cảm giác thì đang rất là nôn nóng tới ngày đó. Thì trước mắt là mình cảm thấy rất là hài lòng với những tiết mục mà mình đã sắp xếp. Hy vọng là mọi người sẽ cố gắng tập. Thì mỗi ngày đều tập tới 5-6 giờ sáng mới xong. Chị chuẩn bị tinh thần hết chưa? Tinh thần chị rất là chắc và đặc biệt là khi có ý bên cạnh á thì lúc nào sẽ tụi cũng cảm thấy rất là hợp lý đấy.
Mạnh mẽ luôn. Thôi, ta có gái mà kêu mạnh mẽ tới tầng này. Giống ở dưới quê mấy ông già kêu cứ vợ đi. Trời ơi trời. Trời ơi, tăng gái mà nó cứ kêu ta mạnh mẽ lên. Còn dính đỏ quá trời. Hỏi hỏi xuống xuống kia là cứ vợ. Kia này thì cứ vợ. Chị hứa vậy thì chị hơn sao? Trời ơi, nó hỏi cưới vợ. Chồng, cưới chồng. Hỏi lại. Khi nào chị cưới chồng? Khi nào em chịu cưới chồng? Chị đi tu mà. Chị cũng là mi cô. Chị mai chị cạo đầu chọc lóc là Hồi nãy nó lấy hai bịch gạo á. Cô nó làm sao á. Bước lên này. Mày lên lẻ lên. Hồi nãy tao còn 6 bịch để đó. 6 bịch. Nó lấy hết 2 bịch. Hai thùng mới ngọt hả? Bao nhiêu lắm, bao nhiêu lắm. Đúng rồi, lấy luôn đi rồi. Biết sao, chỉ có phần mấy cái này. Nó quan trọng là ý thôi á. Quan trọng là ai, quan trọng là ai. Trời. Quan trọng là ý á. Ý lấy hết đi. Rú nè, lấy đồ hết. Lấy hết đi, đừng có bỏ lại gì hết. Lấy hết đi mà. Lấy gặp lo gì dữ. Không, lấy gặp lo gì dữ luôn được nha. Đi chơi lấy gạo về ăn đi. Dạ. Lấy chỉ đó. Trời ơi. Thôi chị Tư. Không mà giỡn. Giỡn. Sao giỡn? Giỡn được. Giỡn. Đây, trước có máy quay rồi. Ôi, không mà giỡn được. Rồi. Em nói rõ ràng chị nghe rồi. Giỡn. Ôi ơi, ơi. Chị hạnh phúc quá, chị rưng rưng quá. Chị khóc quá. Chị khóc đi. Ơi trời. Ý ơi. Không có được giỡn nha. Không được chơi đùa tình cảm với người khác. Vô quần vô. Vô lắm rồi. Vậy em cởi quần ra đi. Cởi quần ra chị hôn mấy chỗ khác thơm không? Đó, dắt dắt vào ra mắt mọi người nha. Đó, đám cưới báo mọi người. Nhà không nấu cơm thiệt hả trời? Ăn cơm tiệm không ạ? Hả? Con này nhịn đói không ạ? Rồi. Lấy hai thùng nước ngọt về. Nhịn đói nó chờ ăn su. Ê! Bắt gặp bỏ tay nha. Chết rồi, nghĩ sao nó mua dương phần mà đi ăn cắp trộm là sao? Chị cũng vậy. Mẹ thấy chùi nó mua dương phần. Chết rồi. Lấy đại đi lấy. Qua đây nè, qua đây nè. Qua đây nè. Sao ủa sao mày? Cái gì vậy chị Thanh? Bạn nó đang tụi con cháu chị nó kêu chị bằng một chú con mẹ. Trời ơi chị kỳ vậy. Bạn gì bạn hỏi chị làm gì mẹ? Trời chị làm gì? Thôi chị cứ quay đi. Trời em thấy em ghen em khó chịu. Hỗ trợ mà. Vợ gì? Hỗ trợ hả Vy ơi? Hỗ trợ gì kỳ vậy trời? Vy hỗ trợ luôn nè. Chị Vy ơi, chị Vy. Trời cái vụ gì vậy? Bị hỗ trợ luôn kìa đó. Cái chân chú chúng ta mà chơi vậy sao được? Nói gì đâu trời, chứ có làm không được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôm ta má. Trời anh kỳ quá. Chị Thanh mới làm gì? Ôm luôn à. Mẹ anh mới làm gì? Hả? Chị Thanh mới làm gì? Chị Thanh ôm mày á. Đang tương tác với khán giả đó. Ừ. Không, tao không có nói khán giả, tao đang nói mày á. Bảo. Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh gánh hát của Tuấn Nam. Giờ mời mọi người theo chân mình đến hội trường Bay Nai năm. Đây là chị Nhã quản lý Hương Nam. Hello, hello mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng tác nghiệp với Hương Nam để mà cho ra những cái clip hội trường gần gũi nhất đến với khán giả. Bởi vì Nhã biết mọi người khán giả của Hương Nam ở xa đã không đến được trực tiếp sân khấu của Luton Hương Nam tại Tầm Sen Square thì rất là muốn xem được cận cảnh những hình ảnh thân quen của tất cả các thành viên Hương Nam khi mà tập dượt chương trình. Những hình ảnh rất là gần gũi, ví dụ như ăn cùng nhau, uống cùng nhau, ngồi trò chuyện, bàn luận về công việc, bàn luận về tất cả các chương trình, các tiết mục cũng như là những cái dự án, những dự định sắp tới. Thì khán giả Hương Nam rất là thích những hình ảnh đó, nói lên được là cái tình đoàn kết, cái tình cảm những các chị em Hương Nam đối với nhau. Thì Nhã cũng hiểu được tâm lý của mọi người cho nên Nhã rất là thích làm những clip hậu trường để mà mang đến cho mọi người nhiều hình ảnh vui nhộn,
nhiều tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc rất là mệt. Mọi người thấy gì chứ, một đêm tụi Nhã diễn là từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ đêm, là mọi người nghỉ đây 4-5 tiếng đồng hồ, đứng một trên đôi giày cao gót mấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Cái người đứng trên sân khấu cầm mi cũng mệt, mà cái người chạy bán vé cũng mệt. Và Nhã là người mà chứng kiến được những điều đó, cho nên là hiểu được chị em của mình là bỏ ra công sức rất là mệt trong một đêm diễn, mà vừa diễn nè, vừa trong đầu phải chạy cái mọi dữ liệu của chương trình. Tại vì mọi người biết là một đêm về sổ là hơn 10 vòng lô tô, mà mỗi vòng lô tô là nó nhiều cái sự việc xảy ra xung quanh, vừa quà tặng, vừa vòng loại, vừa phải nghĩ làm sao để mà vòng loại này mình phải có nhiều giải thưởng hơn những lần vòng loại trước thì mới kích thích, mới là khuyến khích khán giả ủng hộ cho mình những lá vé lô tô. Đó là những người mà cầm trịch chương trình đó, như chị BB Phụng nè, Sơn Ca, Su Su, Cát Thi, Yumi là những người lưu lót cầm mi điều phối chương trình. Mọi người thấy đơn giản chứ không phải đơn giản đâu mọi người ơi. Dữ liệu, tin tức, nội dung, mọi thứ đều phải chạy, cái đầu chạy rất là lẹ để mà mang đến một chương trình suôn sẻ từ đầu đến cuối. Rồi những em, mấy em nhỏ thì là những em mà chạy bán vé đó, chạy bán vé xong phải chạy lên kêu số, chạy kêu số xong khán giả lên kênh phải có những thao tác như thế nào để mà nhanh gọn lẹ, thể hiện được sự chuyên nghiệp. Thành viên Hương Nam với tiêu chí là tất cả mọi thứ đều phải chuyên nghiệp để mà mang đến một chất lượng chương trình ngày càng hay, ngày càng tiến bộ. Và về trang phục thì là được Su Su đầu tư. Đầu tư về vào mặt trang phục, và Su Su có một ý đó là tất cả các thành viên Hương Nam khi xuất hiện trên sân khấu là phải đẹp. Đẹp trước đi, đẹp về hình thức hay về chuyên môn. Đó là hai tiêu chí mà Su Su rất là chú ý và đề cao, và khuyến khích mọi người phải phấn đấu làm sao cho mình ngày một hay hơn, ngày một chuyên nghiệp hơn, và tươm tất gọn gàng đẹp đẽ trước công chúng để mà khán giả đến đây, khán giả bỏ tiền ra đến đây, bỏ thời gian ra đến đây, thì bù lại mình phải mang hết công sức, hết sự sáng tạo của mình đáp lại tình thương của khán giả dành cho Hương Nam. Nhã đây là Nhã không nói về một cá nhân hay là một tên nào, tên tuổi nào mà riêng biệt, mà Nhã nói đây là cái tính đoàn kết của tất cả các thành viên Nam dành cho nhau. Và người đầu tàu là Su Su, người mà lèo lái con tàu Hương Nam đi đến được thời điểm hiện nay là mọi người biết danh chân lắm. Những khán giả nào mà thân thuộc của Hương Nam, theo dõi Hương Nam 4-5 năm qua là mọi người phải biết là Hương Nam trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, không có sân khấu để diễn, không có một địa điểm nào gọi là cố định, mà tới địa điểm này được có một sân khấu tại đồng sang que là mọi người biết. Đó là sự đời anh như là yêu thương của tội nghiệp ở sâu sáng Hương Nam, giúp cho Hương Nam có được một địa điểm như này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các khán giả ở gần cũng vậy, ở xa cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, luôn yêu thương, luôn động viên, luôn gửi những lời động viên, những lời gọi là khuyến khích tinh thần, động lực để Hương Nam phát triển. Đủ để mà quyện với nhau, gắn kết với nhau thành một tập thể Hương Nam như hiện nay. Đó là một quá trình. Tôi quay cho chị có ngủ chưa? 4 tiếng. 4 tiếng là gọi là 4 tiếng cộng dồn đó nha, chứ không được 4 tiếng suôn sẻ. Tại vì mọi người biết là số điện thoại của Nhã là số điện thoại nhận show, mà cái giờ mình tập bây giờ là gần 6 giờ sáng. Bây giờ Nhã về, Nhã chập mắt thì công việc của những người còn lại là 8 giờ họ bắt đầu. Thì họ nghĩ là công việc họ bắt đầu thì họ cũng sẽ gọi cho mình lúc đó 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ là họ gọi cho Nhã. Nhã cũng phải nghe để mà nhận xô. Cái nhận xô đó là nhận xô tìm miếng cơm mình áo cho thành viên. Thì mình cũng phải chấp nhận, mình không có than. Cái đó là mình không có than, cái đó là công việc. Tại vì số điện thoại của Nhã là hotline của Hương Nam. Nhã không thể nào tắt chuông mà ngủ một giấc cho đã. Không có, Nhã không có để chuông. Để làm chi? Nhiều khi những anh chị mà set up sân khấu này cần gì mình gọi cho mình. Có những người mà họ làm về đạo cụ này, họ cảnh trí này, có những cái phát sinh họ phải điện cho mình để họ hỏi ý mình. Mình đồng ý họ mới làm. Cho nên số điện thoại của Nhã là số điện thoại không được tắt chuông. Đó là Nhã cộng dồn 4 tiếng ngủ là 4 tiếng cộng dồn, không phải là ngủ được 4 tiếng. Thì 24 giờ là 4 tiếng, thì 4 tiếng là do thúc cái chương trình bên này.
hút chương trình bên ai. Nói chung là cái tâm niệm của Nhã là khi mình ngủ sáng nó dậy mình mở mắt ra là mình có công việc để làm, là Nhã vui, đừng cho Nhã ở không. Nhã ở không Nhã sẽ bị ù lì, cứ mở mắt ra là có công việc làm Nhã vui. Mà hầu như là chị em Việt Nam cũng vậy, nhiều khi diễn hôm nay về cái mệt quá, đuối quá, tại vì đứng gầy cao gót mọi người biết đau lắm, chắc mai ớt bữa quá, chiều mai cũng thấy lông con lên à, chứ sao mấy nhà buồn, thấy chị em lên diễn ở nhà có lấy phim là buồn, đó là như vậy, cái đó là cái tổn cũng tổn cho mình. Mệt mệt ở dưới thôi nhưng mà lên sân khấu cũng mệt, tại vì á khán giả ủng hộ, đó là như vậy. Bây giờ đây 4:10 nha các bạn, đó và chưa có 4:10 để đi về nha. Cái này là đang tập chương trình cho Hương Nam Bay Nai nha, là ngày chủ nhật, nhưng mà mình đang bước qua ngày thứ sáu, mình đang bước qua ngày thứ sáu là 18 tây, vẫn phải chuẩn bị cho tối nay là chương trình Red Green, chứ không phải là những tập trung Bay Nai là bỏ những ngày còn lại không. Hương Nam làm gì là mỗi ngày một chủ đề, mỗi ngày một cái mới để mà mang đến gì một chương trình đặc sắc cho khán giả. Còn Bay Nai là một điểm nhấn của Hương Nam để mà mang đến những cái gì gọi là tinh hoa, những cái gì mà đặc sắc nhất, tích góp gom góp lại để mà dựng nên Hương Nam Bay Nai là như vậy. Và sau đây mời mọi người tới sân khấu Hương Nam Bay Nai năm. Chưa đến đâu, chưa chi đã đến Tết tương lâu. Mọi năm giờ đã sắp xếp vali, mà giờ đây ngồi ôm đầu hận cô Vi. Đành thôi chị em, buồn chi cho xấu đi, phải lạc quan, cười lên, mình đâu có cách ly. Khó khăn chỉ là vài lần nhất thời, Tết đến chị em phải chấn chơi. Sukana năm vừa qua mình cùng chị em hát lên bài ca. Con số sắp ra là con số gì đây, số gì đây? Chơi là vui hay là xui, mà một khi say bất luôn đừng lui. Con số sắp ra là con số cầu mai 22. Thôi Tết tới xuân về, lời bình yên ấm no đông đầy, cho năm sau sẽ không còn lo lắng. Đâu cũng xem như nhà mà còn chị em khác chi mong. Dù đúng hay sai là con số 2 nè. Ngồi mong mà được giàu to, nhưng mà chưa xong giờ có số không à. Chị em bà con chú bác năm cụ sẽ nhắc mình cùng lai rai. Chịu thì chịu, không chịu thì chịu, con số máy móc là con 22 à. Đành thôi chị em, buồn chi cho xấu đi, phải lạc quan, cười lên, mình đâu có cách ly. Khó khăn thì là vài lần nhất thời, bớt đến chị em phải chấm chơi. Sukana năm vừa qua mình cùng chị em hát lên bài ca. Con số sắp ra là con số gì đây? Số gì đây? Chơi là vui hay là xui, mà một khi sai biết luôn đường lui. Con số sắp ra là con số cầu mai 22. Thôi Tết ta xuân về, người lệ mình yên ấm nó đông đầy, cho năm sau sẽ không còn lo lắng. Đâu cũng xem như nhà mà còn chị em khác chi mong quà. Ta bên nhau hát vui mừng xuân. Cùng chị em đi lớn tô, chờ một mùa xuân mình lên đô. Cũng như bao lần đi hát mong mà lên đô. Con số sắp ra là con số
gì đây, số gì đây, chơi là vui hay là xui, mà một khi say bất luôn đừng lui, con số sắp ra là con số cầu may 22. Cùng chị em lưu tô chờ một mùa xuân.